con đi nhậu về, ba con cứ kiếm chuyện rồi quýnh con mẹ ngoài à. Quýnh con hay là quýnh mẹ? Dạ quýnh con với mẹ luôn. Ồ, có không anh trai? Nó nói là vô lý. Đánh á, vấn đề là gọi vô công ty á, em nói anh, em không có trình báo, với anh á. Là nó còn 15 tuổi, nó quen đó, em không cho nó quen. Nó là nói chung á, là coi trong Zalo là 2-3 người lắm. Đó là em nói cùng là không có cho quen. Đó, em nói mấy lần trước rồi đó, có một lần em đánh nó như vậy, như vấn đề thôi. Dạ rồi, em chào vợ chồng anh chị nhá. Rồi, chú chào con gái. Hôm nay vợ chồng anh chị về đây để báo tin vui đúng không ạ? À. Dạ. Nhưng mà rất lấy làm tiếc thì tin vui đến đúng lúc thì tin buồn cũng đã đến ha. Thật sự mà nói thì cái hình ảnh mà chị ngay lúc này đây thì em xin chia buồn cùng với lại chị ha. Dạ rồi thì em xin phép chào anh trai. Thì anh trai có thể giới thiệu lại một lần nữa, anh trai tên là gì? Em tên Nam ạ. Dạ, còn chị gái? Tên Cầm. Cách đây ít ngày trước hai vợ chồng anh chị có về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ vụ việc. Đó là đi tìm con gái 15 tuổi. Hôm đấy là mình đang nhậu ha. Mình hích bia, mình sai con đi mua bia. Rồi thì con mất tích luôn đúng không ạ? Và sau khi mà anh nhờ thì anh em đăng tin lên để tìm con thì con gái có xem được. Và tới giờ phút này thì con gái đã quay trở về. Giờ phút này thì anh chị như thế nào? Vui không? Nó vui nó buồn. Vui nhiều nhưng mà trong khi niềm vui thì cũng lại buồn ha. Tới giờ phút này thì bản thân chị bây giờ đang rất là đau đúng không ạ? Dạ. Bây giờ chị có thể chia sẻ lại tay của chị bị sao đấy? Bị gãy cái xương tay. Rồi giờ nó cũng còn nhức. À, còn anh trai là quần áo bây giờ sao lấm lem hết nè? Thì chiếc xe đó nó lấy hết đường nó, mình né nó cũng văng xuống lề á. Nói chung là không né thì nó hốt cái là vô lắm nặng. Là mình đang chở vợ đến để gặp con đúng không? Không, gặp rồi là tiến đường lên, đưa lên Anh Hải đó. À. Tiến đường lên Anh Hải là bị xảy tai nạn luôn. Trời đất ơi, là bị ở quãng đường nào? Quãng đường Tân Khai Bình Dương. Tân Khai Bình Dương. Lúc đấy là mình đi tốc độ cao không? Em chạy cua đó, em chạy khoảng chừng 40 rồi. 40? Tại vì qua cua rồi mình hạ tốc độ rồi. À. Nó là chiếc xe cái đôm nó ôm quá rồi. Xe kia là xe tải, xe ô tô hay xe máy? Xe tải anh. Xe tải. Yeah. Nó lấn tuyến hả? Dạ lấn, nó lấn muốn hết đường đây luôn mà. Nó ép mình vào. Ừ. Xong bắt đầu là mình té. Dạ, em né nó, em chạy thẳng vô lề luôn. Xe đấy anh có nhớ biển số bao nhiêu không? Dạ không nhớ. Nó có dừng lại, nó có trách nhiệm với mình không? Không, chạy luôn. Nó khốn nạn vậy hả? Vậy là nó bỏ chạy luôn. Nhưng là anh có sao không? Mấy nói chung thì cũng có ê ẩm chút đỉnh. Vợ ha, tội vợ ha. Tội chị ha. Lúc mà té lên là thấy cái tay nó lật lìa rồi, nó gãy rồi. Trời đất ơi. Tội ghê trời. Đúng là vui chưa được ấy thì bây giờ lại xui ha. Rồi em xin phép hai vợ chồng anh chị cho em chuyện trò với con ha. Yeah. Con gái này, chú chào con gái. Dạ chào chú. Con gái tên gì? Dạ con tên là Từ Kim Chi. Tên đẹp ha. Dạ. Con gái năm nay bao tuổi rồi? Dạ con 15 tuổi. Lý do sao con bỏ nhà đi? Dạ tại con có một ít chuyện trong gia đình á. À. Hôm đấy là đang nhậu hả? Dạ đúng rồi. Hết bia đúng không? Dạ. Ba sai đi mua bia. Dạ. Rồi con đi luôn. Dạ. Ai chở con đi? Dạ, không ai chở con hết á. Tại vì lúc đó con đi ra ngoài cái chỗ mà ngay cái cổng đình á, có một chiếc xe khách đang rước khách về Cà Mau. À. Dạ, cái con mới phóng lên xe con đi luôn. Phóng lên xe để con mục đích con đi đâu? Dạ, con đi về ngay chỗ bến xe. Về bến xe nào? Dạ, bến xe Cà Mau. Để làm gì? Dạ con đi xuống dưới, con đi nhầm xong rồi cái có cái cô kia đi cùng chiến với con á. Ừ. Con hỏi con ở đâu, con nói là con không biết nữa. Trời đất ơi, cái bây giờ chú hỏi nè. Dạ. Vậy là lấy cái tiền mua bia của ba đưa đó là mua vé xe luôn. Dạ, với lại trước khi đó ba cho tiền con nữa. Nhiều không? Dạ ba cho con 170. Hôm dạ. Đấy ba đưa bao tiền nữa? Dạ 150. Là được 320. Dạ. Rồi xuống đấy mua vé xe hết bao tiền? Dạ 200, 260. Mấy chú trên bán vé xe và mấy chú tài xế không có hỏi con hả? Dạ không, mấy chú hỏi con thì tới đâu, con nói là về bến xe Cà Mau. Rồi hỏi con tuổi với tên thôi à. Vậy là cho con đi luôn? Dạ. Ồ vậy là đi xuống dưới đấy rồi thì con ở đâu làm gì và như thế nào? Dạ con xin nhớ đầu tiên là con cũng không đi đâu chân, đi vòng á. Cái có cái cô kia lúc mà có đi cùng chiến với con á. Cái thì cổ cũng thấy chị con về đường á. Cái cô hỏi con ở đâu, cái con nói là không biết. Cái cổ kia là không ấy, giờ con đi vậy thì cũng không được. Cái cổ mới kêu con đi nhà cổ mà con cũng không muốn đi. Xong rồi cái đi một hồi cái vậy cũng mới vô nhà cổ ngủ một đêm. Vậy thì con cứ đi vòng tiếp.
xong rồi cỡ thứ hai vậy á, cái bà ngoại mới điện về, ngoại mới hỏi con là ngoại mới kêu con hỏi con ở đâu, rồi mấy chú con đồ gửi cái clip của chú á cho con coi, con coi được các clip của ba và mẹ lên đây nhờ các chú đi tìm con đúng không? Dạ, đúng rồi, con sắp đi về còn con không có tiền thì con mới nhờ mẹ con chuyển, mà mẹ con không có chuyển thì con kêu bà ngoại, ngoại con cũng không dám chuyển nên là con nhờ mới... chuyển bao nhiêu? Dạ con tính nhờ chuyển 500 thôi. Con được đi ra tiệm nào mà chuyển tiền á, xin số tài khoản người ta chuyển vô giúp. Mà không ai dám chuyển hết trơn á. Nên là con mới gọi kêu con á, mà ép con á là bây giờ bao xe lên đi, lên trên từ đó lên trên tới Bình Phước á, bao nhiêu tiền người ngoại trả cho. Rồi con ba từ bến lên trở thành 3 triệu. Vậy rồi là cái lý do chính là con giận gia đình. Dạ. Giận ai? Ba hay mẹ? Dạ ba. Sao ba, sao giận ba, nói chú nghe nào. Tại vì ba con nhậu về, ba con cứ kiếm chuyện rồi quấn con mẹ ngoài à. Quấn con hay là quấn mẹ? Dạ quấn con với mẹ luôn. Ồ, có không anh trai? Nó nói là vô lý. Đánh á, vấn đề là gọi vô công ty á, em nói anh, nhưng mà em có trình báo với anh á. Là nó còn 15 tuổi, nó quen đó, em không cho nó quen. Nó là nói chung á, là coi trong Zalo là 2-3 người lắm. Đó là em bắt buộc là không có cho quen. Đó, em nói mấy lần trước rồi đó, có lần em đánh nó như vậy, vấn đề thôi. Mình có đánh vợ không? Không, giờ vợ chồng nói chung mình cũng cứ cãi qua lại thôi. Nhưng mà có dùng tay chân tới vợ không? Không ít lắm anh. Em nói có đúng không? Dạ, có đúng không? Dạ, em nói anh nghe nè, bây giờ em nói luôn nè. Vợ hơn thua là mình hơn thua với người ngoài nha. Nè, vợ với con là để yêu thương. Dạ. Vợ thì chồng, nè em bảo nè. Vợ chồng có gì thì mình nói chuyện với nhau thôi. Vợ là người sống với mình cả đời. Mình xác định là cái người đầu gối tay ấp đó, cái người là sẽ chăm sóc cho mình lúc mình bệnh, lúc mình ốm, lúc mình đau ấy nha. Em nói thật đấy, thật lòng đấy, tâm sự đó là em quý anh, em mới nói chia sẻ với anh, tâm sự với anh thôi. Chứ mình vợ con mà mình mà dùng tay chân thì thật sự là buồn lắm nhá. Rồi con gái chia sẻ tiếp này. Sao nữa con? Dạ nên là con lên trên đây một lần là con thấy áp lực khi làm anh cha. Nên là con xin mấy chú với cha mẹ con cho con xin bà ngoại con ở, hoặc là không được thì con xin con nhiều quê con ở với bà cô con. Bây giờ con gái nghe chú nè. Ba đánh con bao lần à? Dạ. Nhiều không? Dạ cũng ít, nhưng mà mấy lần? Dạ cũng 1-2 lần. Nhưng lần đấy là con có sai cái gì không? Dạ con chỉ sai là một cái chuyện như cha con mới vừa nói ra dạ. Sai, bây giờ chú sẽ phân tích cho con trai gái hiểu ha. Con gái này lớn thì giúp chú à. Con gái năm nay 15 tuổi. Dạ. Con quen bạn kia bao tuổi? Dạ, 18 tuổi. 18 tuổi. Quen là con yêu bạn đấy đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Con yêu lâu chưa? Con gái nói lớn lên cho chú. Dạ cũng mới đây. Rồi chú bảo này đừng yêu nha. Dạ. Mình còn nhỏ nha. Dạ. Nó lừa đấy. Dạ. Nha. Nghe lời chú đi. Dạ. Mình còn nhỏ yêu đương chi nha. Chừng nào mình lớn đi. Con gái mình cứ bây giờ con còn đi học không? Dạ không, con nghĩ con đi làm công ty tư nhân á. Đúng rồi thì chú biết mà, chú hỏi xem con trả lời sao thôi. Dạ. Thì mình lo mình làm đi, mình lỡ bây giờ mình không được đi học nữa rồi thì mình làm đi. Dạ. Hoặc là con có thích học nghề gì không? Dạ con có nghề rồi ạ. Nghề gì? Dạ con nghề làm tóc với nail. Vậy thì con đi làm tóc làm nail đi. Sau này ba mẹ có điều kiện mở cho con một cái tiệm. Dạ. Nhá, yêu chi? Đừng có yêu. Nhưng sao không có tại bị thì là gì hết cả, không có yêu, nghe lời chú không yêu. Dạ. Nó lừa con đấy. Dạ. Bởi vì con còn nhỏ mà, chắc vì vậy nên ba bực, ba nóng, ba la đúng không? Dạ. Rồi ba lỡ tay đúng không? Nhưng mà lần sau ba không có như vậy nha. Có gì thì ba nói cho con hiểu nha ba nha. Nè, ba mẹ thương ba mẹ mới la nha. Yeah. Chứ không phải ba mẹ ghét con đâu. Yeah. Nha. Nhớ lời chú, ba mẹ gia đình là thương con là vô điều kiện. Yeah. Còn bên ngoài họ thương con sẽ có điều kiện. Nếu như cái trường hợp mà con yêu cái người đấy, rồi cái người đấy dẫn con đi hoặc dụ dỗ con hoặc bán con đi thì sao? Yeah. Con có sợ không? Yeah. Mà người đấy có tốt không? Yêu chi? Trời ơi, mấy 15 tuổi mình đừng suy nghĩ chuyện đấy nhá. Dạ. Rồi con chứng kiến cái cảnh mà ba đánh mẹ mấy lần rồi? Dạ, cũng như là lúc nhiều. Con nhìn từ nhỏ. Ừ. Nhưng mà mẹ sai hay ba sai? Dạ, cứ như là về nhà hai bên nói chuyện với nhau. Cứ cãi ha. Dạ. Rồi sau đó thì ba nóng quá là ba đánh mẹ luôn hả? Dạ. Con buồn không? Dạ buồn. Con chứng kiến cái cảnh đó con giận không? Giận cha không? Dạ giận. Dạ.
nên là con mới kiểu như là con cảm thấy con không sống nổi á, nên là con mới đi chứ không ấy. Mà bà ngoại con nói là đầu tiên á, con không phải là định đi dụ hay đâu, mà con định đi qua ngoại con ở. Mà tại vì trước khi mà tết tay á, tết là cha của con anh có cự cãi bà ngoại, nên con sợ bà ngoại con giận á, nên là con không dám qua ha. Theo như chú cảm nhận được là con rất là thương mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhìn con với mẹ, hai mẹ con nét mặt giống nhau á. Nè, anh chị nè, mình người lớn nè, mình có chuyện gì tốt nhất là mình đừng để con thấy những cái cảnh đấy ha. Bé còn nhỏ, đừng gieo vào đầu con những cái hình ảnh vợ chồng. Ví dụ có gì thì mình đóng cửa lại, mình nói chuyện to nhỏ với nhau đi ha. Đừng để cho con cái nhỏ quá nó thấy hình ảnh nó không tốt. Em cũng nói dành, nói chung á, không phải là em mà áp lực trong gia đình. Nói chung á, lúc ngày xưa là em cho đi học người tấp. Dạ. Đó là bên bà ngoại nó, nói chung là người ta không có đưa xe đưa rước cho đi học nữa. À. Thế em mới cho nó ngưng học. À. Là cho đầu tư nó vô cho nó vô tiền tấp học nghề luôn mà. Nó ra đó lúc nào đó nó chỉ 13, 14 tuổi thôi. À. Là cho xài điện thoại là mình điện mấy giờ mình rước đó. Dạ. Nhà ngoại á, kết Zalo yêu đương. Oh. Cuối cùng á là bà chủ tiệm bà bắt gặp, phải có trình báo cho em. Dạ. Đó là em về em la mấy lần rồi, mà cuối cùng vẫn như vậy. Rồi em mới cho nó nghỉ học người tóc, có chung công ty làm cho nó gần toàn kệ mình dễ quản lý đó. Dạ. Mà cuối cùng cũng như vậy đó, là anh thấy nó dễ quản lý hay khó quản lý. Dạ. Anh luôn. Bây giờ con gái nè, nghe lời chú nè. Dạ. Bây giờ con thích học nghề tóc, con biết làm rồi đúng không? Dạ. Biết làm tóc nam hay tóc nữ? Dạ tóc nữ thôi chú. Biết hết chưa? Dạ cũng cần hết rồi. À. Bây giờ con phải hứa với ba mẹ, dạ, hứa với ông bà ngoại, bà nội, hứa với các chú, các cô chú trên cộng đồng mạng. Dạ. Không bao giờ bỏ đi nữa. Dạ. Và hứa là không quen ai, không yêu ai nữa. Dạ. Con hứa sao, con hứa đi. Dạ, con nói lớn lên con. Giờ đợt này con không đi nữa. Giờ này con không quen ai nữa. Nhưng mà chú ơi, chú cho con xin một, cho con xin một lời hứa thì chú được. Con nói đi. Chú là anh Hậu à, chú cho con nói là không muốn mẹ với con nữa được không? Ba không hứa, nói với con luôn nè, sẵn đây nói luôn nè. Ba nói sao cho con yên tâm nào. Rồi. Nếu mà như vậy á, ở đây có chú nữa nè, có mọi người, có cô chú trên cộng đồng mạng luôn, trên cộng đồng mạng đang xem mình đó. Dạ. Nhưng mà cha nói con nè, con đừng làm cho cha khó xử như cái mặt bề ngoài xã hội. Cha người lớn vậy, con đi làm ăn trên đây đó đúng không? Có còn nhỏ tuổi, không phải là cha không cho con yêu đương, nhưng mà cái tuổi con còn nhỏ quá, con làm như vậy á, người ngoài biết, trẻ tuổi cha biết nè, đây xem cha ra gì. Từ cái chỗ đó cha mới la gầy con, chứ nếu mà cha bỏ phế con cũng làm, cũng làm đi đâu đi đi. Đó. Ở đây con hứa với chú đi, với con chú. Con hứa đây nào. Bây giờ chú muốn con làm một cái điều này. Bây giờ chú muốn con làm một cái điều như bao đứa bé khác khi mà các chú tìm về. Con khoanh tay lại, quay về hướng ba và mẹ, xin lỗi và hứa với ba mẹ trước. Nói lớn lên cho chú. Con xin lỗi dạ mẹ, mốt con không đi nữa. Xin lỗi chân thành thật lòng con nào. Dạ, xin lỗi mẹ, xin lỗi cha mẹ, mốt con không đi nữa. Hứa sao? Làm với cha mẹ đâu nữa. Hứa không ngày nữa hết trơn á. Nè, bữa nay tác hại nè, nó thấy đi. Giờ con thương mẹ không? Thương. Giờ con cảm nhận được mẹ con đang rất là đau không? Có. Mẹ kìa, bó bột rồi kìa. Ba thì đau hết người kìa. Thôi như thế này này, ba mẹ cũng đừng có la con nữa nha. Cái gì qua rồi cho qua. Bé bây giờ bé cũng nhận ra cái sai của mình rồi. Bé cũng hối lỗi rồi. Bé cũng biết rồi. Về đừng có la gì bé nữa ha. Con gái nghe lời chú đi. Sau này con xem lại cái video này, con sẽ thấy cái video này rất là giá trị với con. Yeah. Nha. Chú nhìn thấy là con rất là dễ thương, rất là ngoan, chứ không phải là lì, không phải là hư. Nhiều đứa bé về đây nói rất là bướng, nói chuyện rất là ngang ngang, nhưng mà riêng với con nói chuyện dạ vâng thưa đàng hoàng. Con rất là lịch sự và rất là ngoan. Nghe lời chú đi. Không yêu, không quen ai hết. Mình quen trên mức độ cương vị tình bạn thôi. Bây giờ chú sẽ phân tích cho con hiểu. Nếu lần này đi xui một cái, con bị người ta lừa bán vào quán karaoke, bán vào động, bán ra nước ngoài, lúc đó thì sao? Chẳng bao giờ con về con gặp được cha của con, mẹ của con nữa. Gặp được người thân của con, đặc biệt là cái người con yêu mến, đó là mẹ nha. Người ta đưa con đi, người ta bán, thì lúc đó con kêu ai? Kêu mẹ thì mẹ đâu nghe, kêu cha đâu nghe, kêu bà ngoại thì bà ngoại đâu có nghe được. Sao mà nghe được? Lúc đó họ gọi là họ hành hạ con, họ ép con làm những công việc nhạy cảm thì sao? Lúc đó là sao con? Nha. Yeah. Đừng bao giờ đi, không quen bạn trai nữa, chừng nào đủ 18 tuổi đi. Yeah. Nhà mình có điều kiện không con? Dạ, nhà con cũng một chung chung á.
Có đủ ăn đủ xài không? Dạ cũng thế. Con có muốn nhà mình có nhà to không? Dạ có. Con muốn ba sau này, bây giờ ba đang đi xe gì? Dạ Accenter 155 ha. Dạ. Bây giờ sau này con có muốn là ba có ô tô không? Dạ có. Con muốn nhà mình về quê là có nhà lầu không? Dạ có. Thì bây giờ con phải làm thế nào? Phải cố gắng làm. Cố gắng ngoan ngoãn. Cái điều con làm đầu tiên là ngoan ngoãn trước, làm tròn bổn phận người con trước. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Dạ. Nha. Đừng có làm cho ba mẹ buồn phiền là được rồi. Dạ. Đó, như thời gian qua này mất công mất việc ra đây tìm con nè. Ba mẹ phải bỏ việc đi về đây nhờ các chú tìm con là... Thấy không? Đâu có tiền bạc gì đâu, đâu có đi làm kiếm tiền được đâu. Rồi đặc biệt hôm nay này ba thì như vậy nè, mẹ thì như thế nè. Lỡ như hôm nay ba và mẹ, không phải là chú nói xui đâu. Nếu lỡ như một trong hai người gặp một vấn đề gì đó, thì lúc đó sao con? Sao con? Chú thì không muốn gieo vào đầu con những cái điều tồi tệ, nhưng mà chú muốn nói và nhấn mạnh để con hiểu. Yeah. Một lần cuối cùng chú nói ba mẹ, gia đình là số 1. Yeah. Ba mẹ là người thương con vô điều kiện. Yeah. Chỉ có ba mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn bên ngoài xã hội, họ thương con chắc chắn sẽ có điều kiện. Họ sẽ lợi dụng con. Con phải làm một cái điều gì có lợi với họ. Yeah. Nha. Yeah. Nghe lời chú nha. Yeah. Còn mình cứ học đi, mình chấm dứt hết tất cả mối quan hệ. Bạn bè bình thường thì được, còn yêu đương thì mình chấm dứt hết. Yeah. Về nói với bạn kia luôn, nếu còn liên lạc được thì nói với bạn kia tôi đang còn nhỏ, tôi không có yêu đương gì hết. Yeah. Sau đó thì cắt liên lạc luôn cho chú. Yeah. Nha. Yeah. Nghe lời chú đi. Dạ. Yeah. Ừ. Có chú với cha với mẹ. Rồi. Con xin phép con ngoại chơi 2-3 ngày. Rồi thì ba mẹ xin phép ba mẹ, chủ yếu là ba mẹ thôi, chú người ngoài mà. Con xin phép con ngoại chơi 2-3 ngày cũng về. Rồi ba mẹ sao? Về nhà ông định người cái đó giải quyết tính sau. Yeah. Thì con về con cũng ngoan đi đã rồi ba mẹ cho. Bởi vì quyết định cái này quyết định của ba mẹ con mà nhá. Thì chú cũng hy vọng rằng ba mẹ ha, thôi mình thì con nó đã vậy rồi thì mình bỏ qua hết đi ha. Mình nếu mà cái tâm nguyện của con đến bà ngoại chơi cho giải trí khuây khỏa đầu óc thì mình thôi tốt nhất mình cho con đến nó chơi một vài ngày, không sao hết, có bà ngoại ông bà ngoại kiềm cặp mà nhá. Bà ngoại hôm nay đã có qua bên nhà em luôn. Mà có bạn đi theo luôn á. À, thế thì hay là bà ngoại về nhà mình ở. Dạ, tại bà ngoại không có công việc nữa. Nên bà ngoại con nói là lên xin mấy chú. Rồi, cái này về thì ba mẹ tính cho nhá. Dạ. Con mà ngoan là cái gì cũng có. Dạ. Con mà ngoan là cái gì cũng có, còn con mà hư là không có đâu nhá. Dạ. Chú tin rằng là con là một người sẽ thay đổi được tất cả. Dạ. Con nói chung là ai cũng có lỗi hết ha. Dạ. Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. Con là một người biết, gọi là biết nhận lỗi đấy. Dạ. Ừ, nhá. Dạ. Chú thì chú không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho con sức khỏe. Dạ. Và có một cái nghề để tương lai vững chắc hơn. Dạ. Sau này con là có gia đình thì con làm mẹ đi, con sẽ hiểu được dạ. hiểu được lòng mẹ lòng cha nha. Dạ. Nè con thấy không, bây giờ mẹ như vậy rồi nè, về con phải phụ giúp mẹ nè. Dạ. À không được rồi, bây giờ không qua ngoại được đâu. Dạ đúng rồi. Biết sao không? Ở nhà với mẹ 2-3 ngày mẹ ở. Đúng rồi. Được. Bây giờ mẹ đang đau tay vậy thì sao mẹ làm việc nhà làm này kia được. Dạ. Phải ở nhà này, còn ba thì chưa biết thế nào này, ba chưa đi khám này. Dạ. Ba không biết bên trong có bị cái gì không nè. Dạ. Con biết vì ai không? Vì con. Ừ, nha. Dạ. Bây giờ anh trai về tốt nhất đi khám đi. Mình phải khám, mình chụp x-quang đồ này kia mình mới biết được. Xui ha. Chụp về khám. Dạ. Được rồi thì em không biết nói gì hơn. Thì cái niềm vui này thật sự vui cũng có mà buồn cũng có ha. Cái điều đáng tiếc cũng xảy ra ha. Dạ. Thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho chị. Thứ nhất là chị nhanh dạ. hồi phục cái tay ha. Và chúc anh trai khám là mong rằng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và đặc biệt chúc con gái là phải thấm những cái lời chú nói. Dạ. Phải nghe lời ba mẹ nha. Đừng bao giờ bỏ đi ha. Dạ. Gia đình nhà mình có đồng ý cho anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất là để cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ bài đăng. Thứ hai là báo tin vui cho mọi người không? Dạ, có đồng ý. Con gái đồng ý không? Dạ. Nha, rồi bây giờ gia đình nhà về ha. Dạ. Rồi xin phép cho gia đình nhà về. Cảm ơn gọi chị em anh Hải nhiều. Cảm ơn cộng đồng mạng. Ở đây là mọi người giúp gia đình nhà mình có lấy tiền không ạ? Dạ không. Không ha, giúp miễn phí đúng không ạ? Tại vì có rất nhiều cô chú anh chị nói là nhiều người về đây là giúp là đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ăn tiền này nọ. Theo như anh chị về đây thực tế đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có ai lấy tiền gia đình nhà mình không? Dạ không, có. Không ha, đây là những cái lời gọi là bằng chứng thực sự từ người giúp nha thưa cô chú anh chị. Nên mà rất nhiều cô chú anh chị cứ bảo về đây đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải làm một vụ hết bao tiền, làm một vụ lấy bao nhiêu tiền. Thì cô chú anh chị xem cái video này và đây là câu trả lời nhá. Giờ rồi em xin phép chào tất cả cô chú anh chị. Em thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị đã xem và chia sẻ bài đăng, bài viết và tìm kiếm thông tin về con gái. Và ngày hôm nay thì con gái cũng đã về đoàn tụ cùng với lại gia đình rồi. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.